Tôi đang khám cho một cô bệnh nhân, cổ có cái chỉ định hút VABP là hút chân không bú lành tuyến vú ở một bệnh viện rất là lớn, bệnh viện đầu ngành. Thì hiện giờ tôi khám cho cổ là mới có 2 cục thôi đó. Thì trước là cổ được bệnh viện khám là cổ là 3 cục và báo giá là hút chân không 15 triệu một cục. Trong khi là cổ đã có cái này là vài năm rồi, cổ đã theo dõi vài năm rồi thì chẳng bao giờ nghe nói phải hút hay làm gì trơn á, lúc nào cũng nói theo dõi không sao, đùng cái tự nhờ giờ gợi ý là hút. Nhưng mà những cái bướu thì nó cực kỳ nhỏ nha, nó chỉ có 5 ly rồi 9 ly, cái cục 11 giờ chị Hạnh 8 x 4. À, nãy giờ tôi khám là được 2 cái mà rất là nhỏ luôn. Nhưng mà 2 cục này em đã xét nghiệm tế bào chưa? Đã chích kim để xét nghiệm tế bào chưa? Em có hỏi nhưng bác nó nhỏ lắm, không có cần cái gì. À, lúc thì nói là nhỏ lắm, không cần hút, không để quanh xét nghiệm. Mấy năm trước lao rồi. Đùng một cái bây giờ cái có cái máy hút, quá trời thu nhiều tiền luôn. Là coi như là trách nhiệm để mà khuyến dụ hút là từ áo trắng cho đến y tá cho đến nhân viên thu tiền luôn. Đó không? Cho đến nhân viên hành chánh là đều có chức năng là dụ hút. Tại vì hút một cái là lời rất là nhiều nha các bạn, nhất là những cái ca mà nhiều u nữa. Đó, là hút ví dụ cô này nói 3 u thì hút cũng phải hơn 30 triệu. Rồi. Nhưng mà thực tế là để yên cũng chả sao. Em hiểu không? Mà trong khi cô này có công nhân, bây giờ hỏi nè, làm lương nhiêu tiền tháng? 5 triệu. Ừ. Tăng ca. Thì... 5 triệu, nếu mà tăng ca nữa là nhiêu? Nếu mà tăng ca thì 8, 9 hoặc 10 triệu. Ừ. Tăng ca là làm bao nhiêu tháng, đã bao nhiêu tiếng một ngày? 4 tiếng. Hiện giờ chị thấy có 2 cục thôi nha. Rồi, nhưng mà em có cái tình trạng thay đổi sợi bọc. À, còn cái nữa nè. Đa xăng thương lành tính thôi. Một cái nữa là 4 giờ cách nấm 3. Rồi, nằm ngửa đi. Coi cái vú phải. 10 giờ cách sáng 11. Cái mà 4 giờ cách 3 là 11 x 4. Cái vú em nó xáo trộn nha, nó có tình trạng thay đổi sợi bọc thì có, cái này là uống thuốc em. Thì trong lúc có kinh, lúc trước hành kinh, vú em nó sẽ căng tức. Nhiều năm như vậy thì nó sẽ có tình trạng thay đổi sợi bọc nè. Rải rác khá nhiều mảng mô tuyến tăng sinh. Kích thước từ 15 đến 32. 11 cách mấy chị? 10 giờ cách 6, 11. Rồi nói chung là ban đầu cổ cũng dự định là cổ hút đó. Rồi có nè. Đuôi vú, vùng đuôi vú. Nhưng mà cổ về cổ nghĩ nó kỳ kỳ, đúng không? Em về em cảm thấy đúng nó rồi, kỳ kỳ đúng không? Em kỳ kỳ xem phân tích lại đi. Em thấy là ví dụ như lúc trước giờ không có nói. Ừ. Nhưng mà em cũng có hỏi hồi cách đây lao là cũng có hỏi là sao các em có 10 x 4 có mổ hay không? Ừ. Bác nói là còn nhỏ rất nhỏ không có cần uống thuốc thôi. Bây giờ là em đi khám thì nó nói thì em tự nhiên em cũng muốn cái vì mình bệnh mà nhưng mà về suy nghĩ số tiền cũng lớn nhưng mà tự nhiên lao đi mình để nó cũng bình thường. Thì em mới nói là thôi lên mạng coi thử nằm coi thì em mới tình cờ thấy cái clip của bác đó, rồi em coi nhiều cái clip em thấy nó cũng giống giống như em suy nghĩ của em. Rồi cái em nói thôi để đi khám lại. Rồi nhưng mà em uống thuốc nha cho nó giảm bớt cái tình trạng thay đổi sợi bọc. Đa xăng thương lành tính chị Hạnh. Thuốc Tamiuten. Rồi nếu như mà phải hút á thì em có sẵn tiền không hay em phải đi mượn? Tất nhiên là phải đi mượn hoặc đàn gốt là thời gian em mới hút. Rồi vậy thì những cái bướu của em thì không cần can thiệp gì đâu nha. Nó rất rất là lành tính và nó còn rất là nhỏ. Rồi. Thì cái kênh của bác sĩ Ngọc nha các bạn, lập ra là để cho các bạn có được cái thông tin về cái việc chính xác sự thật là cái bệnh mình thật sự có cần can thiệp hay có cần làm cái gì hay không. Tôi nói thật, từ cái ngày mà có cái kỹ thuật cao á, lớn nhỏ ít nhiều, già trẻ lớn bé, nghèo giàu, công nhân viên chức là bị đẩy đi hút hết. Nhưng mà cái lợi ích á là không phải dành cho các bạn. Cái lợi ích và cái hiệu quả điều trị không có dành cho các bạn đâu, mà dành cho cái phía bên kia, cái phía bên á mà kỹ thuật cao nha các bạn.
Rồi, cho nên cái câu slogan của cái kênh TikTok y học chữa lành này của bác sĩ Ngọc nè, nó là không mổ, không can thiệp kỹ thuật cao, không CT scan toàn thân, không xét nghiệm gen tầm soát ung thư và không xét nghiệm marker ung thư. Cái câu slogan của tôi là như vậy nha các bạn.